Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bất ổn đến từ nghịch lý vừa muốn phát triển kinh tế thị trường, vừa muốn duy trì ý thức hệ Ngày 26 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài Đại án vàng Thịnh Phát tham nhũng nghiêm trọng mang tính chất hệ thống và vấn đề cải cách tăng trưởng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ Đây là phần 2, tiếp theo phần 1 mà AFA đã đăng tải và được Thời báo chấm D giới thiệu đến quý khán thính giả. Theo tác giả, có bốn vấn đề làm ảnh hưởng đến quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng thị trường. Ở phần 1, tác giả đã phân tích hai vấn đề, đó là nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan dẫn đến nguy cơ tồn vong của chế độ. Và chống tham nhũng được cho là vấn đề nội bộ của đảng khiến hiệu quả thấp, chi phí cao. Ở phần 2 này, tác giả tiếp tục phân tích vấn đề thứ ba và thứ tư Hình ảnh bài bình luận trên AFA thứ ba đó là khi sự tha hóa quyền lực khiến tình hình bất ổn thì kiểm soát quyền lực là mấu chốt nhưng cải cách dân chủ mới thực sự là giải pháp chính sách đúng đắn về nguyên lý cũng như thực tế mặc dù mô hình chế độ dân chủ còn bị nhiều chỉ trích là chia rẽ phân hóa và chậm chạp quyết định chính sách nhưng chủ nghĩa tư bản không ngừng cải thiện hướng tới thịnh vượng và dân chủ sự cải thiện liên tục là một đặc tính và ưu thế của thị trường trong đó môi trường tự do tư tưởng là điều kiện tiên quyết cho sự cống hiến của các nhà nghiên cứu khoa học đặc biệt là kinh tế cụ thể là các trường phái kinh tế luôn có chỗ đứng trong chính sách vận hành của chính phủ tuy nhiên tác giả cho biết để duy trì chế độ và bảo vệ ý thức hệ đảng đã phủ nhận tính quy luật phát triển nhưng vừa phải nhưng vẫn phải dựa vào thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khiến sự tha hóa quyền lực đang ngày càng nghiêm trọng dẫn tới bất ổn tác giả cho rằng mối quan hệ ràng buộc giữa nguyên tắc công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình viết tắt là mb dựa vào dân báo chí và xã hội dân sự ảnh hưởng đến chống tham nhũng viết tắt là tn chống tha hóa quyền lực viết tắt là ql theo công thức tn bằng ql trừ mb hình ảnh đảng vẫn kiên định với chủ nghĩa Marx dù muốn phát triển kinh tế thị trường. Thứ tư, cải cách thị trường để chuyển hóa mô hình tăng trưởng cũ sang mô hình mới, trong đó tập trung nhấn mạnh vai trò của thể chế đối với tăng trưởng. Tác giả nhận xét, đảng Cộng sản đang ở thế lưỡng nan trong nghịch lý vừa phải thúc đẩy tăng trưởng để đảm bảo tính chính danh, lại vừa phải chống tham nhũng trước nguy cơ tồn vong chế độ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng thường được áp dụng trong điều kiện xuất phát điểm thấp của nền kinh tế và các yếu tố vật chất hữu hình như tài nguyên đất đai lao động giá rẻ thậm chí cả lòng nhiệt tình cách mạng đã dám hoàn thành sứ mệnh của nó việc tìm kiếm mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững đã trở nên vô vọng nhưng đề xuất một mô hình tăng trưởng mới thì ngay cả giới lý luận cung định cũng chưa tự tin để sẵn sàng sự khuyến khích kinh tế lợi ích là yếu tố chủ yếu sản sinh ra động lực tăng trưởng trong môi trường quyền sở hữu, hệ thống luật pháp minh bạch, các nguyên tắc thị trường cởi mở cạnh tranh, một nhà nước trong sạch, hiệu năng và sự ổn định chính trị, hình ảnh sự đối lập giữa hai miền Triều Tiên. Nhấn mạnh vai trò quyết định của thể chế đối với sự thịnh vượng hay sự suy sụp của một quốc gia, tác giả nêu ba trường hợp minh họa một là sự so sánh hai thể chế tương phản giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Hai là kiểu mô hình Trung Quốc và Việt Nam dù đạt tăng trưởng cao trong một thời kỳ, nhưng về tính chất và đặc điểm cũng bị liệt vào loại thể chế khai thác, trong đó tài nguyên bị khai thác cạn kiệt và lao động bị bóc lột tối đa. Ba là nước Mỹ với loại thể chế bao trùm, vượt trội khi kéo dài tăng trưởng cao từ cuối thế kỷ 19 đến nay, đưa quốc gia này trở thành cường quốc số một thế giới. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có nhận xét thú vị rằng nước Mỹ đã có được một chút may mắn, đó là hiếu pháp Hoa Kỳ may mắn được viết ra vào năm 1776, đúng vào thời điểm mà các ý tưởng về tự do của John Locke và Adam Smith được phổ biến và nó thừa hưởng xu hướng phát triển kinh tế thị trường và các thể chế dân chủ. Và nước Mỹ cũng rất may mắn khi George Washington có đức chỉ dừng lại ở hai nhiệm kỳ tổng thống chứ không phải cố gắng trở thành vị vua kế tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm với bản tin Bất ổn từ nghịch lý vừa muốn phát triển kinh tế thị trường vừa muốn duy trì ý thức hệ. Chân Dung chánh án Nguyễn Hòa Bình Ngày 25 tháng 11, báo tiếng Dân đăng bài Ông này mặc thớt quyền giao lòng hành kỳ 1 của tác giả Dương Tự Lập. Tác giả nói rằng ông Lưu Bình Nhưỡng là người tử tế cuối cùng của Quốc hội Việt Nam. Tình ông bị bắt chẳng làm cho ai ngạc nhiên. Nếu có ngạc nhiên thì chỉ ngạc nhiên việc bắt ông quá chậm. Người ta tưởng ông Lưu Bình Nhưỡng đã tiêu đời khi ông chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước Quốc hội rằng vi phạm của cơ quan điều tra Bộ Công an là rất khủng khiếp. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, hay cuộc khẩu chiến ngày 30 tháng 5 năm 2019 giữa ông Nhưỡng với gã đại tá công an Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, khi ông Nhưỡng cáo buộc rằng cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, ăn chơi phè phẫn như quan lại ngày xưa. Hình ảnh bài bình luận trên báo Tiến Dân. Nếu có ngạc nhiên thì chỉ nên ngạc nhiên khi một luật sư tài giỏi, nho nhã, buộc gà không chặt, vặt lông vịt không xong như Lưu Bình Nhưỡng, không dao gầm, dắt bụng không súng lục cầm tay mà dám cưỡng đoạt tài sản ai hơi đâu mà ngạc nhiên khi thấy ông ấy đứng về phía dân oan nghèo hèn nêu túng chưa bị kỷ luật đảng ra khỏi quốc hội mà vô lối bắt người ta tác giả nhận xét ông nhưỡng quên mất câu trong đám bọn gù kẻ thẳng lưng hóa thành khuyết tật tới đây khuyết tật nhưỡng ra hầu tòa sẽ phải đối mặt với thiếu tướng công an nguyễn hòa bình là cái chắc Tác giả nhắc đến việc chánh án Toản Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tự khen, tự sướng, tự bốc thơm mình, kêu gọi hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về toán nhân dân vào ngày 1 tháng 11. Tác giả bình luận trong cường quốc dân oan này thì lời phát động kia của lão tà Nguyễn Hòa Bình trở nên lạc lỏng, trơ trẽn, bá dơ, bá láp đến lố bịch, đứa phát động cuộc thi mặt đã thớt mà đứa nào lao vào tham gia viết bài dự thi chắc cái mặt cũng phải nhớt nhát tanh tao. Hình ảnh kẻ mặt thớt Nguyễn Hòa Bình. Tác giả liệt kê những câu ngáo đá ngô nghê của chánh án Nguyễn Hòa Bình trong vụ án oan Hồ Duy Hải. Có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Nếu không đủ căn cứ chứng minh là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoảng cao thì phải xử ở khoảng thấp. Đồng thời tác giả cũng liệt kê một loạt vụ án oan như Huỳnh Văn Nén, hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải trong nền tư pháp Việt Nam. Tác giả cho biết người ta đặt nghi vấn kẻ giết hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi đã tẩu thoát kia có quan hệ mật thiết với quan chức cấp cao nhà nước có sự liên đới tới con đường công danh hoàng lộ của đạo tặc Nguyễn Hòa Bình chăng? Cha con vợ chồng Nguyễn Hòa Bình quá tai tiếng với khối bất động sản khủng ở Hà Nội và Quảng Ngãi với dự án ngàn tỷ trong tay. Tuy nhiên, những dự án của con trai Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình đều do những người thân tín bên sui gia với bố vợ Tuấn Anh quản lý. Hình ảnh Nguyễn Hòa Bình trân tráo cho đổi tên một trường cấp 2 thành tên của anh trai mình. Tác giả cũng cho biết Nguyễn Hòa Bình còn tự động đổi tên trường trung học cơ sở Hành Đức thành trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Vang, anh ruột của hắn kẻ đã ngã xuống như hàng triệu người con nước Việt của cả hai phe Bắc Nam trong cuộc chiến nồi da sáu thịt, cốt nhục tương tàn. Việc đổi tên trường của Bình là xảo trá, học thói háo danh của Nguyễn Thiện Nhân, cựu bí thư Thành Hồ, lấy tên cha Nguyễn Thiện Thành đặt tên cho một con đường ở Thủ Thiêm. Bình luận về sự to gan, gian manh, táo tợn, lì lợm của Nguyễn Hòa Bình, tác giả Nhại Kiều, cũng tòa hành xử xưa nay, cũng phường bán thịt cũng tây buôn người và nhại thơ dương quân ai xưa chức trọng quyền cao ông nay mặt thớt quyền giao lộng hành quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo .d với bản tin trần Dung chánh án nguyễn hòa bình quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo .d